Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay thì sẽ tiếp tục trở lại Thiên Long Bắc Bộ 2, con game của VNG phát hành tại Việt Nam. Hôm nay đã up 72 rồi nên là mình sẽ tiến hành mình mặc đồ up thần khí các kiểu, hy vọng là up cái thần khí tiếp theo của chúng ta. Mỗi lần đúc nó lên nó cũng nhảy dòng ghê lắm, hy vọng là nhảy dòng đẹp đẹp một xíu, không là phải tẩy lại mệt lắm. Ok, mình sẽ tiến hành đi đúc thần khí nhá. Đây, tất cả các loại thần khí mà chúng ta đã có đây. Đây, thần khí đúc thần khí 72. Bà là chắc. Ok, bây giờ hiện tại thì 72 sẽ là thần khí cao nhất rồi. Sau này sẽ có thần khí 82 nhưng mà hơi lâu á. Đây, hỏa công chí mạng này tránh nội phòng thuần dương công à. Nội phòng cũng ok mà thuần dương công thì hơi căng. Mài không? Mài chơi anh em nhờ. Thật ra thì nếu mà tẩy được cái dòng thuần dương sẽ đẹp nhất. Một lần mài của nó là 3 cục, là tầm khoảng nửa triệu và hơn nửa triệu vàng, 500 mấy 600k vàng. Mặc đồ các kiểu vào chưa nha, mặc đồ vào chưa, đợi mãi mới lên được 72 để đi phá bản các kiểu này đó. Trang bị vào. Ok, đâu rồi cái nón, rồi cái nón này thì xài tạm thôi. Trang bị vào. Ok, mài phát coi. Đây được 1k máy. Mọi người thích nội phòng hơn. Nội phòng 8k. Được 10k là gì? Mài tiếp. Giảm kháng băng cho toàn ra cái gì không? Thôi tạm đi cũng được. Sau muốn đổi gì mình tẩy một phái khác thì tẩy lại thôi chứ. Ồ, coi thần khí nè. Wow, chạy đây nè, mà bá chạy bùi chét đấy. Cái quạt vàng. Sáng phết nha. Ok đấy, ok anh em ạ, ok đấy. Vàng đi với cái bộ xét vàng này đẹp luôn. Được, sáng chói ngay. Rồi thôi, hôm nay up 72 tạm như thế thôi. Và chắc là sẽ hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo nhé. Chào tụi anh em. Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, tải ngay trên App Store hoặc Google Play.